Các bạn thân mến, đây là cái công công cụ mà một số bạn hỏi ở trên kênh YouTube của mình bón chim non như nào. Thì đây là một cái xi lanh này gọi là xi lanh 20. Các bạn mua ở ngoài hiệu thuốc thú y. Đây là tối đa là 20 mini trên C gì đó. Các bạn vứt bỏ cái kim đi, rất là nguy hiểm, để gọn vào. Và đây là cái xi lanh 20. Còn đây là cái thiết bị rất quan trọng để các bạn bón cho chim. Đúng ra là mình sẽ rồi. Bạn thân mến, đây là cái thiết bị mà ống truyền về bên ngành thuốc 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 thú y. Thì cửa hàng hiệu thuốc thú y họ bán. Thì ở đây mình sẽ đây là cái ống mà các bạn có thể cắt ra để đấu vào đây để các bạn có thể truyền bơm xi lanh vào trong trong con chim. Kéo bạn lấy cái đầu này ra, các bạn làm cho nó giãn nở cái miệng của cái ống nhựa này ra. Đó, này. Giãn nở, đút đằng này. Đấy, các bạn lấy cái làm như thế này. Như các bạn làm cái này bằng cao su thì càng tốt. Thế thì nghệ là như vậy. Các bạn thử. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể hơn. Thì về cái này là các bạn dùng dần. Nếu như bạn nào không quen làm thì có thể nhờ mình sẽ mua giúp cho người cùng với chim bán giống của bên mình. Đấy, tỷ lệ các bạn pha lõng loãng này, tại sao lõng loãng này thì chim non nó cần tỷ lệ nước rất là nhiều. Nếu như mà các bạn bón nhiều mà nó không tiêu hết, các bạn phải bón thêm nước vào thì tiêu hết được. Đấy, rất là nhạy. Đấy. Bạn không nên để không khí ở trong này. Đấy. Đây là một cái cống nước để các bạn bón bổ sung thêm. Đây mình sẽ hướng dẫn cụ thể.
một cái thao tác để cho các bác làm theo. Đây là chú chim đấy, một ngày nó đói các bạn có thể là bón và bắt ra này là lạnh lạnh người lạnh chân thì chúng có thể chúng sẽ ỉa luôn để cho nó sạch hơn cái đường của mình. Thì thao tác các bạn là dùng nhỏ này, các bạn dùng chủ yếu là hai ngón 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 trỏ và ngón cái và ngón hai ngón giữa này các bạn, ngón này với ngón này các bạn kẹp vào cái đầu cái cổ của nó nâng lên và các bạn bóp như thế này, bóp ra thì nó đã hơi hé miệng rồi. Nếu mà dùng ngón ngón cái bên này thì dùng, không dùng thì thôi, tôi dùng quen thì tùy cơ ứng biến. Thì các bạn phải làm lại. Đó. Các bạn hơi hé vào và đi vào miệng thôi. Bạn nhìn theo món thì diều nó chỉ cần cỡ này thôi, nhìn cái kích thước của diều nó chỉ thế này là đủ. Một ngày các bạn chỉ bón hai lần như này là con chim phát triển bình thường. Được, bạn này các bạn nhìn này, diều của nó đây, một ngày hai lần, diều nó rất mỏng, các bạn chỉ cần va đập cái rơi là nó vỡ diều, nó nứt diều, nó rất là nguy hiểm. Các bạn nâng nâng niu như vậy, đây mình đang ở đây bây giờ là khoảng 4 phân 5 phân là 10 11 12 cc. Đó, mà mình chỉ cần bóp này mình đã lấy được rồi. Đó, mọi thứ rất là khéo. Đó, con chim như này thì các bạn bón nó khoảng 5 ngày nữa là khác hẳn luôn. Nó không rơi ra một giọt nào mà cũng không đau đớn, không gì cả. Đó. Đấy, mình nuôi nhiều nên mình bón nó cũng quen rồi. Bốn con đã từng no rồi. Lưu ý là cái tầm này các bạn bón vừa phải đấy nhá, không được được không được ô như thế này, chưa được chỗ này. Ok, vấn đề gì mà không tiêu được rồi. Ok, nó không tiêu được thì các bạn bón thêm nước vào. Đó. Các bạn mặc dù là qua mẹ nó bón biết bao cái gì mà nó hơi có ở trong diều, nhưng mà mình thấy nó vơi vơi thì mình bón thêm cái khẩu phần thức ăn vào. Đấy, chim này đấy các bạn nhìn nhé, lông hôm nay nó không có cái gì cả, lông ống nhất này, nhưng mà vài năm ngày nữa nó đã hết luôn. Con chim này đấy. Đấy, con chim cu gáy cu đất mình nhá. Đấy, thì các bạn có thể thấy được cái bên cái cơ sở sản xuất chim giống của mình là rất là công nghệ. Con nào đẻ chỉ có chuyên đi đẻ, còn ấp có chuyên ấp. Đấy, nha. Đó, xong. Đến lượt ở bên này. Những con to to như này tầm khoảng 13, 18, 18cc. Đấy. Con to này, đấy. Con này là bón tương đối rồi. Con này bây giờ các bạn mua về là đẹp nhất này. Tôi đã bón ngang chừng rồi, nó đã thuần rồi. Dần nó sẽ quen đây. Bạn bóp hé hé miệng, đưa tay phải vào. Xin lỗi. Nó mà sặc quá dễ dụa vào, các bạn đừng bó, bó nó sặc. Ok. Nào.
Nước ép này, này non hơn tí. Ok, bón cái diều nó tầm như này, nhìn rất là đẹp. Tầm này các bạn mua về bón cũng được rồi, chịu khó một tí nhưng mà nó sẽ thuần các bạn sẽ đó có được một đôi chim ưng ý nếu như các bạn chịu khó bón. Ok, đây là con chim hồng. Chim hồng này mình bón được khoảng 6 ngày nay rồi, đã nông hết rồi. Từ ngày nó còn như 4 con lúc đầu đấy, bây giờ nó đã kín lông kín kín đấy rồi, thì các bạn thấy không, mình nó rất là thuần luôn đấy, rất là thuần các bạn nhé. Đấy, các bạn chịu khó bón thì nó rất thì như vậy. Các bạn mua những con chim nó diều vừa phải thôi. Ok, chim rất là đẹp. Ok, đây là con chim hồng rất là đẹp. Hôm nay chúng sẽ thể dục. Cái này nữa, cái này đi đi cặp với con chim hồng. Các bạn cho thêm nước vào. Những con mà bón ngày đầu tiên thì cũng có thể hơi khó chịu, xong họ quen rồi. Họ quen rồi thì phải thôi, em này cho đi chơi một tí rồi về. Đầu thì chúng không quen nhưng sau một vài hôm đầu là chúng sẽ êm ả, chúng sẽ thích được bón. Mình có công cụ là như thế này, các bạn có thể tự làm hoặc là khi mua chim giống của mình có thể là bảo mình sẽ chuyển luôn cho. Thì cái này mình sẽ khuyến mại cho các bạn cái này hoặc là các bạn tự làm. Ok, đây đây là cái hộp bằng giấy là mình nót bằng rơm, và mình để như thế này để cho chúng rất là thoải mái như là trong ổ và chúng được tự sưởi ấm nhau. Bên này cũng thế, một cái hộp như kiểu là 4 phần vuông, mình để lại 1 phần vuông để lấy ra lấy vào, còn trong này dưới tay đây là các chú chim của mình.
chim thuần chua chim. Ok các bạn thấy không, đây túc nhúc nhiều lắm, đây là chỉ là một khay thôi. Ok bây giờ là bón xong rồi, thì này là chỉ cần 4-5 nữa là phải cho ra bộ 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 cành học chỗ. Ok, cơ sở của mình thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, chuyên cung cấp chim cu giống giọng thổ đồng và những con chim cặp chim bố mẹ cũng như chim chim bẫy được chim mộc hoặc là những con chim mồi. Hy vọng rằng sẽ được chia sẻ và giao lưu tất cả với quý các anh chị em ở trên khắp đất nước, và số điện thoại liên hệ là 01 63 530 5982. Zalo mình đăng ký bằng số điện thoại trên. Các bạn vào kênh YouTube là các bạn search trên YouTube là Vũ Văn Thao chim cu gáy hay, hoặc là Facebook cũng thế, chỉ chim cu gáy hay. Số tài khoản giao dịch mua bán của bên mình là Alibank 2210 205 156 681, chủ tài khoản là Vũ Văn Thao. Các bạn cảm ơn các bạn đã quan tâm, hy vọng rằng các bạn sẽ đăng ký kênh và like cũng như có những ý kiến comment để mình rút kinh nghiệm hoặc hỏi kinh nghiệm. Video này mình xin chia sẻ một chút như vậy, hy vọng là các quý các bạn sẽ hài lòng và đăng ký để đón nhận những video tiếp theo. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Ok, cho các bạn này đi nghỉ một tí.